Hello, xin chào các bạn đến clip của mình ngày hôm nay. Và clip của mình ngày hôm nay thì mình sẽ đi với gia đình của anh bạn người Nhật đi xem đua thuyền xem tự nhiên nào. Pháp vừa khốn mắc à? Đến này rồi. Tôi nói. Chúc còn. Đam mê. Chúc còn này rồi. Khốn mắc à? Và lúc này. Tao vẫn đam mê. Mặc dù. Kiểu bây giờ mới nhìn để đai rồi. Và bây giờ mình sẽ vào trong khu đua thuyền xem tự nhiên nào. Đây là quang cảnh đua thuyền. Bây giờ nó có một quay video nên mình quay hơi rùng tí. Và mình đi cùng với gia đình anh người Nhật này nên buổi trưa chưa ăn nên là bây giờ tranh thủ ăn. Có đứa con gái tầm 10 tuổi. Lúc trước gã anh này cho xin cưới con gái nhưng mà không được. Khi bắt đầu trận đấu thứ ba bạn ạ. Thời tiết của trời rất chi là không tốt. Bắt đầu bạn ơi. Thinking nine, isn't it?
Madrid và Marque Barcelona. これはもう完璧。超とてない。俺財布入れといて。だから số tàu mình chọn nhưng mà đã sai rồi. Lúc nãy là 321 ở Sanichi ở Sanichi nè. Mình chọn San Goichi thiếu một số. Thiếu một số San Goichi thiếu một số sai rồi. Sao nó không?¿Qué era mi mesa?